Hello, xin chào 100.000 anh em đã sắp kênh của mình. Đấy là mình dùng Haki quan sát nhìn thấu tương lai. Chắc là khoảng 1 năm nữa thôi, kênh của mình sẽ được 1.000 người. À quên, 100.000 người đăng ký. Trong thời gian qua thì rất là cảm ơn anh em đã luôn ủng hộ mình. Tất cả là nhờ anh em đấy. Bên cạnh cái sở thích đọc One Piece thì mình cũng có chơi game, như là game Free Fire hoặc là Liên Minh Huyền Thoại. Vị trí mà mình yêu thích nhất có thể nói là và một phát pick khóa luôn, đó chính là vị trí support. Mà cũng may đó là vị trí support đấy, chứ vị trí khác mà pick rồi khóa thì chúng nó chửi cho sấp mặt. Từ đó mình nảy ra một cái ý tưởng, trong One Piece thì có support không nhỉ? Thế là mình lao vào tìm kiếm thông tin và rồi thu thập được một vài thứ. Mình cũng liệt kê ra được một vài mạng, cho nên đã ra video này cho anh em mình cùng coi. Top 8 support tốt nhất trong One Piece. Giải thích qua cái vị trí support cho anh em nào chưa hiểu, có thể nói đây là một vị trí hỗ trợ, là một người luôn luôn ở phía sau hoặc là đưa thân mình ra trợ giúp cũng như làm bia đỡ đạn cho người khác. Trong One Piece thì cũng có nhiều trận chiến mà vị trí hỗ trợ làm rất tốt cái nhiệm vụ của mình. Nếu không có hỗ trợ, có thể team hoặc là băng hải tặc đó đã bị thua trong trận chiến. Đầu tiên, người đầu tiên trong danh sách này đó chính là Charlotte Brulee. Trong át đảo bánh, có thể nói Brulee là người hỗ trợ tốt nhất, xịn nhất của băng mũ rơm luôn. Tại sao mình lại nói như vậy thì mời anh em xem những cái chi tiết dưới đây. Tuy là kẻ địch nhưng bà làng này đã giúp đỡ cho băng mũ rơm rất là nhiều. Mà nói trắng ra là bị băng mũ rơm lợi dụng khai thác triệt để sức mạnh, góp phần không nhỏ trong chiến thắng vang danh giang hồ của team SH. Với năng lực gương của mình, Brulee đã bị tóm và rồi bị biến đó thành căn cứ điểm tốt nhất. Đây là nơi băng mũ rơm bàn bạc kế hoạch, liên lạc thông tin cũng như là cứu các thành viên khác. Đã vô số lần như Cà Rốt, Chopper đi tìm mọi người ở trong thế giới gương, cứu Jinbe, Nami, Pedro và rồi còn tráo đổi Brook khỏi tay Big Mom. Nhờ năng lực gương, nhóm mũ rơm còn tạo ra vô số Luffy khác nhau để phá tiệc cưới của Sanji. Rồi đến Luffy solo với Katakuji cũng ở trong đó luôn. Khi gần đến giới hạn sắp bị teo nhỏ thì Brulee lại xuất hiện, như kiểu mèo mù vớ được cá rán vậy. Lù còn thả tim cho bà làng Brulee này và rồi còn chạy thoát. Đấy các bạn ạ, à, thế mới là support chuẩn, luôn có mặt khi cần. Nếu như anh em nào chơi Liên Minh thì sẽ hiểu, mấy cái đứa mà vô support rồi pick tranh cái vị trí AD thì thôi rồi, một là cực kỳ giỏi gánh team, hai là một quả tạ. Số 2 đó chính là Miss Magic Mask, cô làng chuyên hỗ trợ cho Mr. Four. Có thể mình hơi bị ngu tiếng Anh một xíu, phát âm thì không được chuẩn lắm anh em nhé. Cô làng chuột chú này thì ADS Mugu Mugu no Mi. Đây là bộ đôi phối hợp ăn ý nhất nhì trong One Piece. Một người thiên về công, còn một người thiên về thụ. À quên, đó chính là phòng thủ. Phong cách chiến đấu của họ thì khá là thông minh. Mr. Four sẽ là người tấn công chính, cầm trên tay một cây gậy bóng chày nặng 4 tấn. Ngoài ra còn có một con súng chó chuyên đi theo nữa. Nó là một cây súng nhưng ăn trái cây ác quỷ Inu Inu lên trở thành súng chó. Bù lại sự chậm chãi của Mr. Four với DF của mình, cô làng chuột chũi đã tạo ra nhiều cái hố liên thông với nhau. Nhờ đó mà Mr. Four và cô làng chuột chũi kia có thể thông dâm, thoát ẩn, thoát hiện và rồi dễ dàng tấn công đối phương. Mr. Four đánh các quả bóng chày phát lổ của mình hẹn giờ về phía Upshot và Chopper. Những quả bóng chày này thì bay ra với một tốc độ rất là cao, dường như độ chính xác chuẩn đến 90%. Thường thì ít có xịt, luôn đoán được đúng hướng kể cả kẻ địch khi chạy. Điểm yếu duy nhất của bộ đôi này chính là lỗ thông chuột chũi. Chopper đã phân tích được ra cho nên mới dễ dàng tấn công và rồi chiến thắng họ. Trong trận chiến này thì chúng ta đã được chứng kiến thêm độ lầy lội và độ bựa của Upshot. Cậu đã giả chết đánh lừa cả Chopper, hay là cậu đã lừa cả Mr. Four và Mr. Many Trinh Mát bằng cây búa của mình. Số 3 là Nami, cô làng hoa tiêu siêu vòng bột của băng mũ rơm. Trong trận chiến tại khu rừng Cám Dỗ, Luffy và Cracker đã có một trận chiến kéo dài tận 11 tiếng, chứ không phải là 4 phút 47 giây hay là 9 phút nhé, mà là 11 tiếng đấy. Về trận chiến này, mặc dù Luffy chiến thắng nhưng vẫn chưa được thuyết phục cho lắm, hay là đồng dạng có nói rằng vẫn chưa được đã mắt. Trong suốt cuộc chiến với Cracker thì Lù chủ yếu là chạy vòng vòng xung quanh và ăn hết sạch cái số bánh quy mà Cracker tạo ra.
Để làm được điều này, một phần là do sự trợ giúp của Nami. Nhờ Nami đã hỗ trợ tạo ra mưa, làm bánh quy của Cracker mềm ra, cho nên Luffy mới dễ dàng tấn công và ăn chúng. Rồi từ đó đạt được giới hạn của mình. Hình dạng mới của cậu đó chính là Gear 4 Tank Man. Có thể nói đây là hình dạng phòng thủ mạnh nhất của Luffy. Với cái hình dạng này, cộng thêm Haki vũ trang, Lù đã cản được thanh kiếm của tên Cracker. Thanh kiếm thì lún sâu vào bụng và rồi Lù hít hơi đánh bật tên Cracker ra, khiến tên Cracker bị bắn đi, văng đi rất là xa. Nếu như không có Lami dùng mưa để làm mềm bánh, hẳn Luffy còn phải vất vả hơn nhiều nữa, đúng không anh em? Số 4 đó chính là Monet, cô nàng là hỗ trợ đắc lực của tên Sisa Claw và rồi còn cả Do Flamingo. Nhiệm vụ chính của cô là bảo vệ cũng như là theo dõi tên bác học điên Sisa. Dù biết bản tính điên dại của Sisa nhưng cô vẫn luôn phục vụ hắn. Khi tên bác học điên này muốn cô giao trái tim của mình cho Trafalgar D. Waterlaw, cô làm liền ngoan ngoãn nghe theo lời, không một chút lưỡng lự. Các bạn có thể xem lại tại chap 675. Cô xem công việc bảo vệ Sisa và các vật thí nghiệm của hắn đó chính là một việc quan trọng nhất. Để giúp cho tên Sisa chạy thoát, cô đã cầm chân Luffy dù biết rằng mình không thể đánh bại cậu. Khi nhóm hải quân G5 đến cứu bọn trẻ, Monet cũng nổi điên lên, cho nên đã tấn công họ một cách điên cuồng. Bởi vì bọn trẻ đó chính là những con chuột bạch thí nghiệm của tên Sisa. Còn về Doflamingo, cô luôn trung thành với hắn, luôn luôn nghe theo mọi mệnh lệnh của hắn dù có phải chết đi chăng nữa. Như trong tình huống khi đã thất bại trong việc bảo vệ Sisa và phòng thí nghiệm, cô đã gọi điện xin lỗi Đô và rồi đi đến khởi động thứ vũ khí cuối cùng để phá hủy hòn đảo. Cô vâng theo lời hắn dù biết rằng mình cũng sẽ phải chết. Cuối cùng thì Monet cũng chết nhưng không phải là do vụ lổ, mà chính tên Sisa và cô phục vụ đã đâm vào quả tim của cô. Đó là một sự nhầm lẫn của tên Sisa, tên này thì nhầm đó là trái tim của Smoker. Số 5 đó chính là Mr. Chu và Mr. Four trong trận chiến tại Impedown. Có thể nói rằng Magellan là một con quái vật mạnh nhất trong cái nhà ngục này. Với cái chất độc màu da cam nhầy nhụa của mình, chất độc này màu xanh mới đúng, ăn mòn mọi thứ còn độc hơn cả axit. Và nếu như bị dính cái độc này vào trong cơ thể thì tỷ lệ tử vong rất là cao. Trận chiến giữa Luffy và Magellan tưởng như là quá chênh lệch về đẳng cấp. Để mà trốn thoát được cái nhà ngục này thì mình xin khẳng định rằng một mình Luffy không bao giờ làm được. Đã có rất nhiều người đã trợ giúp cậu, trong đó có Mr. Chu và Mr. Four. Hai người này thì đều là kẻ thù của băng mũ rơm ở cái ác Alabasta, nhưng tại đây thì họ lại là bạn. Để giúp cho Luffy tấn công Magellan mà không bị độc thì Mr. Four, MG3 đã tạo ra một cỗ máy bằng sáp để hỗ trợ Luffy, hoặc là những bức tường bằng sáp để phủ lên cơ thể cậu để Lù dễ dàng tấn công. Chính nhờ vậy mà những đòn tấn công của Lù mới có hiệu quả, công thủ vẹn đôi đường. Còn về Mr. Chu, chính anh đã giả dạng Magellan để mở ra cánh cổng công lý. Cả nhóm vượt ngục chạy thoát một cách êm đẹp, một công lao không hề nhỏ của Mr. Chu. Anh đã phải hy sinh cả tính mạng của mình để cứu mọi người. Nhưng mà hiện nay thì Mr. Chu vẫn chưa chết nha, cậu đang ở tầng 5.5 và là lữ hoàng của Okama nha anh em. Số 6 là Manseri, cô công chúa tí hon của tộc người Tôn Tata. Với năng lực của trái Chiyu Chiyu no Mi, đây là một trái trịnh thương. Theo như mình thì đây là một trái đặc biệt nhất trong One Piece. Hầu như các trái ác quỷ khác đều thường mang những đặc tính tấn công hoặc là phòng thủ, nhưng trái Chiyu Chiyu lại giúp cho người khác hồi phục. Đây có thể coi là năng lực support tốt nhất. Trong lúc cả vương quốc Dressrosa đang cạn kiệt sức lực, đang chạy đua theo thời gian với cái lồng chim ngày một co vào, mọi người gần như là mất hết hy vọng rồi, thì cô công chúa nhỏ bé lại xuất hiện như là một tia sáng lấp lóe. Những giọt nước mắt mang đầy năng lực trị thương đã giúp cho mọi người phấn chấn hơn, hồi phục sức mạnh một cách thần kỳ. Từ những người đang đẩy lồng chim hay là những người dân đang lao về phía trước, mình thì mình ấn tượng nhất một cảnh đó chính là một bà cụ. Bà đang kiệt quệ rồi, bà đang nghĩ đến cái chết rồi. Tự nhiên bà nghe được tiếng nói của vua Jiku và rồi được năng lực của trái hồi phục, bà đã chạy nhanh như điên luôn. Chi tiết đó thì mình cực kỳ ấn tượng các bạn ạ. Số 7 đó chính là Zango, nhà thôi miên. Zango trước là hải tặc, luôn luôn đồng hành cùng vị thuyền trưởng mèo đen xấu xa Kuro.
Sau này thì băng Blackheart đã tan rã, Zango thì đã gia nhập hải quân và rồi là bạn thân của Full Body. Hai tên này thì đều mê mẩn đại úy Hina. Zango có thuật thôi miên người khác, thôi miên đối phương lăn đùng ra ngủ hoặc là hắn tự thôi miên chính bản thân mình. Trường hợp này thì Luffy nhà chúng ta là dễ dính nhất. Hơn nữa, hắn có thể nâng cao khả năng tấn công cho đồng đội. Ví dụ như hắn đã thôi miên hai tên mèo, mèo ốm và mèo mập trong băng của mình. Chúng đã trở nên điên dại hơn, mạnh mẽ hơn, sức mạnh và tốc độ đều gia tăng rất là đáng kể. Số 8, vị trí cuối cùng đó chính là Ivankov. Chú Ivan này thì ăn trái cây ác quỷ Hozu Hozunomi. Với DF này thì Ivan có thể điều khiển khóc môn cơ thể của người khác, biến đổi một người từ bên trong đến bên ngoài. Ví dụ như biến đổi giới tính từ nam sang nữ và ngược lại, hoặc là biến đổi thân nhiệt, sinh trưởng hay là tâm lý. Chính nhờ năng lực của DF này, Ivan đã giúp cho Luffy thoát khỏi cái tình trạng cận kề cái chết. Tuy nhiên, đổi lại thì tuổi thọ của người sử dụng sẽ bị rút ngắn lại. Khi Ivan cứu Luffy khỏi chất độc của Magellan, thì đã vô tình làm cho cậu mất đi 15 tuổi thọ. Cũng trong cái trận chiến tại Marineford, Ivan cũng đã bút cho Luffy hóc môn tăng trưởng rất là nhiều lần để cậu tiếp tục có sức mạnh chiến đấu. Và nếu như Việt Nam mình mà có Ivankov trong tay, chắc hẳn mọi người không phải sang Hàn để phẫu thuật hay là qua Thái Lan để chuyển giới rồi đúng không anh em? Ai ai cũng đều được đẹp như là Đức Phúc vậy. Cuối cùng thì mình xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn anh em đã quan tâm và lắng nghe. Có gì sai sót thì mong em góp ý thêm. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.